Hello, from Miami Beach, Florida. Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang đến thăm kênh của Ngọc Ánh. Hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn một đề tài bước đầu khởi nghiệp đầu tư bất động sản thì phải làm sao? Các bạn thân mến, đầu tư bất động sản tại Mỹ, theo kinh nghiệm của mình mà mình cũng đã hướng dẫn nhiều bạn, là thứ nhất là tùy theo tình trạng tài chính, thứ hai là tùy theo cái tuổi của mình, thứ ba tùy theo cái vùng. Ở Mỹ, mỗi tiểu bang luật đầu tư, luật cho mượn tiền nó khác nhau. Nhưng mà mình hay nói với các bạn trẻ mới định cư tại Mỹ, muốn đầu tư bất động sản, mình nói là phải chậm chậm, phải đi từng bước một. Nghề cho mướn nhà đầu tư cũng là một cái nghề cần rất nhiều kinh nghiệm. Thiếu kinh nghiệm thì sẽ gặp khó khăn. Mình có nhiều người đã đầu tư rồi mà không có kinh nghiệm, họ nhờ mình bán giùm nhà, tại nói là người mướn nhà không trả tiền, rồi có gây gỗ, rồi có nhiều chuyện, rồi đầu tư không đúng chỗ, thành ra nhà nó không lên giá. Dùng đoàn ủy bất động sản mà dùng sai, không đúng cách, thành ra cuối cùng thì lỗ lã thì phải bán đi. Nếu anh chị em mới bước đầu tới Mỹ, làm một mức lương chừng 3.000, 2.500 một tháng, thì mình có nói là đừng có vội vã mua nhà cho to, đừng vội vã mang nặng nợ. Tại vì bạn, kinh tế Mỹ nó có những chu kỳ. Khi mà chu kỳ 7 năm hoặc 10 năm, thì khi tới chu kỳ đó thì là kinh tế sẽ bị thu hẹp, làm công việc khó khăn, có khi là hãng còn cho nhân viên nghỉ việc. Thì nếu mà mình đầu tư, mình mua nhà to quá, đầu tư nhiều quá thì là mình sẽ có vấn đề, phải không? Người Mỹ thì không, họ không có sợ sĩ diện. Người Mỹ là chỉ sợ không có tiền để sống thôi. Thành ra họ không có sợ ai nói gì nói. Họ đầu tư đúng theo cái khả năng của họ. Thì những người Mỹ trẻ có vợ hoặc không có vợ, có chồng hoặc không có chồng, khi mà họ có công việc làm thì thường thường họ bắt đầu là mua một căn nhà chung cư nhỏ nhỏ. Họ lựa những chung cư mà cũng hơi mới, cạnh một dòng sông hay là một con kênh mà có thể được đậu tàu để đi ra ngoài sông, ngoài biển. Tại sao vậy các bạn? Những chung cư nhỏ bé đó cho mướn cũng dễ, mà càng ngày nó càng lên giá. Tại vì rất nhiều người trẻ kiếm mua những chung cư nhỏ nhỏ để họ không phải nặng nợ. Những người lớn tuổi sau nhiều năm sống trong nhà single house không còn đủ sức để săn sóc nhà single house, cắt cỏ, cắt cây, vân vân và vân vân, thì họ tìm mua nhà chung cư để hưởng tuổi già. Mà họ cũng thích mua những cái nhà nào mà có dòng sông, có để họ đậu tàu, để lấy cái tàu nhỏ nhỏ đem tới bảy nhật cùng nhau đi câu cá. Thành ra những người Mỹ trẻ thì họ đi mua một hai nhà, một cái chung cư, căn nhà chung cư như vậy á, hoặc là những cái townhouse mà họ kiếm được rẻ mà gần dòng nước hoặc là gần biển, họ mua họ ở. Đến chi vậy? Như vậy là tiền trả chung cư đó nó rẻ hơn là tiền đi mua nhà. Với nhà như là cái nhà nó khoảng gấp 2, gấp 3 tiền chung cư, phải không?
mà những cái nhà đó mà tiền sửa sang nhà cũng mắc lắm. Nếu cái nhà mà phải sửa cái mái nhà là cũng phải cả 10.000 đô. Ở chung cư thì không có sợ chuyện đó, tại vì cái tiền mà mỗi tháng đóng chung cư là nó tính luôn chuyện bảo trì, chuyện sửa chữa nhà rồi. Thì là người trẻ họ có thì giờ có đủ tâm trí để mà lo đi làm, để mà lo làm việc trong sở cho giỏi, để mà họ lên chức. Cho nếu mà thường mà người mới trẻ đi làm ít khi mà phải làm từ 9 giờ tới 5 giờ chiều lắm bạn á, nhất là nếu mà bạn có học hoặc làm chức lớn trong sở đó thì có khi phải ở lại trễ nữa, rồi còn về không còn có sức đâu, mà đem có khi phải đem công chuyện về nhà nữa thì không còn sức đâu đâu để mà sửa chữa nhà. Thành ra thường họ mua vậy. Rồi khi mà họ làm lên chức, họ lấy vợ lấy chồng, có tiền để dành thêm thì họ mới bắt đầu họ mua cái nhà single lớn, single house lớn để chị để mà chuẩn bị có con, có sân cho con chơi. Thì là cái nhà chung cư của đó thì họ cho mướn nhà chung cư rất là dễ bạn, vì khi mình mua rẻ thì mình cho mướn rẻ, thì cái người trẻ đi mướn hoặc là những người chưa có đủ tiền mua nhà họ phải mướn chung cư thì là họ tìm chung cư nào giá mướn vừa phải. Bạn biết kinh nghiệm cho mướn nhà của mình đó, khi mình mua nhà đó cũng vậy ha, mình mua nhà đó mà cho mướn đó, thì mình không có mua những cái nhà mà nhiều tiền, tại nhà kia tiền là mình phải cho mướn cao, giá tiền thì mình phải cao, thì là ít có kiếm người cho mướn. Còn nếu mà mình mua nhà nhỏ nhỏ mà tiền ít đó thì dễ cho mướn hơn, thì thường thường bắt đầu là kiếm chung cư nhỏ nhỏ. Những cái nhỏ nhỏ như vậy thì không có nhiều tiền, nó rẻ tiền, nó không phải là nợ nần nhiều, mà nếu mà tình hình kinh tế có chuyển, không có 11 người mất việc làm thì người kia lương người kia cũng đủ để mà tiếp tục trả tiền chung cư. Còn nếu là kinh tế càng tiến triển thì là xài một lương, còn một lương thì cắt đi để dành tiền mai mốt thì để mua nhà lớn chút xíu, hoặc là mua nhà lớn rồi mua nhà trọ, hay là bán chung cư đi, hay là lấy tiền từ chung cư ra kêu là home equity loan để mua nhà trọ, để mua nhà mới. Thật ra mình nghĩ là những bước đầu nếu mà còn trẻ đó, chưa có tiền nhiều, việc làm chưa vững chắc đó, thì không nên đi mua nhà lớn. Muốn đầu tư bất động sản thì phải tính chuyện lâu dài, phải chậm rãi, phải học cho có kinh nghiệm thì là mình mới không bị thẫn. Là mình Mỹ thì nó làm như vậy á, tại Mỹ nó không có sợ sĩ diện, nó không cần phải mua nhà to để nó khoe với bạn bè, khoe với người Mỹ á, nó cười mình đó nếu mà mình xài quá lố, overspend, nên là ít tiền mà để mua nhà to, hay là ít tiền mà đi mua xe chiến á. Mỹ nó trọng những người mà liệu cơm gấp mắm, những người biết xài tiền cho đúng. Thành ra Mỹ nó vậy. Thường thường các bạn người trẻ đó họ mua nhà chung cư, họ ở nhà chung cư ở thì là rảnh rang, không có phải sửa nhà, không có phải cắt cỏ, thì giờ đó thì họ chăm chú vô việc để tiến triển sự nghiệp. Bạn mới vô lo làm trong hãng là có nhiều cái chuyện bạn phải học, có nhiều chuyện bạn phải trước khi ở lại trễ để làm xong giấy tờ, không phải là chạy sáng 9 giờ đi chiều 5 giờ về. Hồi đó mình làm cho hãng IBM bạn thấy không, có khi là mình 9-10 giờ tối mình mới về để mình làm trong chỗ về hành chính, về audit là kế toán, thì đến cái hồi mỗi chu kỳ 3 tháng thì là IBM nó coi lại hết cái financial plan, cái plan mà về tài chính đó, thì là lấy hết tất cả những cái con số buôn bán, những con số dự trù trong 3 tháng vừa rồi dồn lại cuối cái tuần đó là mình để mà cộng lại hết rồi mới coi thử là trong cái chu kỳ sau 3 tháng sau mình phải chuyển chỗ này sao, chuyển chỗ kia sao. Thì trong mấy ngày đó bạn thứ bảy nhật mình cũng phải đi làm luôn, tối mình 8-9 giờ tối là còn ở trong sở luôn á. Còn những người mà làm chức hơi lớn như mình á thì có khi là ở luôn là tới 11-12 giờ đêm rồi cái ngủ luôn đó, tại mình có nó cho mình mỗi người mình có gian phòng riêng đó, có cửa khóa này kia, tại lúc đó là đương cần lắm, nên cực phần là phải làm rap hoặc là phải làm cho xong. Thì là người mới ra 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 làm mà làm có chức làm như vậy, một ông kỹ sư mà phải dễ lăn để xây cất cái nhà thì có khi phải ở lại tối 12 giờ đêm được mới về ha, thì đâu có thời giờ đâu mà nhà mà cắt cỏ. Thì thành ra cái người mới á mà
khi là chưa vợ chưa con thì họ mua chung cư họ ở để họ có chỗ ở. Mà biết họ ở New York cái chung cư là vàng, ở New York là không ai mua nhà nổi, chỉ có làm tháng mà 15 16 ngàn thì mới mua nhà nổi, hoặc là cha mẹ để lại. Chứ còn như ở New York, ở Florida gần biển vậy, nhà đây là mà là từ 1 triệu đô la trở lên, 1 triệu đô la là nhà bé xíu vậy đó. Còn nhà to chút là 3 4 triệu đô la, thì ở vùng Florida ở vùng biển này là không ai mới ra đời làm 3 4 ngàn tháng mà mua nổi đâu các bạn á. Đó mình hướng dẫn các bạn chút xíu về cái bước đầu khởi nghiệp mà người Mỹ nó như vậy đó. Xin chào các bạn và hẹn lại các bạn lúc sau. Bye bye.